Giao thông. Các bạn ơi, hôm nay chị Hai Bé Xíu sẽ giới thiệu với các bạn một baby cực kỳ dễ thương xinh xắn trong bộ sưu tập Baby Dạo Phố. Nào, mình cùng khám phá nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là baby siêu điệp viên. Các bạn có thấy baby của mình xinh đẹp không nào? Wow, một mái tóc dài, ống ả. Trông rất là sành điệu phải không nào? Với một chiếc áo khoác da. Các bạn ơi, cái áo khoác này mình có thể gỡ ra được luôn đó nha. Cùng với một sợi dây chuyền vàng ống rất đẹp phải không nào? Chiếc đầm rất là xinh phải không? Tiếp theo là giới thiệu với các bạn đôi bốt rất là sành điệu ha. Cái này là cái gì đây ta? Giới thiệu với các bạn, baby của chúng ta có một cái ví xách tay cực kỳ dễ thương phải không nào? Chị bật mí thêm cho các bạn một điều nữa nha, là baby của chúng ta có những khớp gối nè, khớp tay, cổ tay của chúng ta có thể điều khiển theo ý của mình nữa nha. Các bạn muốn baby của chúng ta tạo hình như thế nào? Để chị thử xem. Mình đưa tay lên trên đầu nè, thử vuốt tóc nha. Tay này mình sẽ đưa thẳng ra cũng được nè. Đó, các bạn thấy không? Còn chân mình có thể tạo dáng tùy thích nha. Baby của chúng ta bước xuống phố rất sành điệu phải không nào? Đó, các bạn thấy không? Baby cũng có thể quỳ xuống nữa. Rất đáng yêu phải không nào? Để xem baby mình còn gì nữa. Hết rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng baby, anh Ken và bé Chelsea cùng nhau dạo phố nha. Quang Hoa, hôm nay đi chơi vui quá chị baby ơi. Anh Ken dắt em đi ăn no căng cả bụng luôn rồi nè. Chị baby ơi, ở bên đường có bán kem kìa, mình qua đường ăn kem đi chị. Chelsea, em có sao không? Trời ơi, chị ơi, em sợ quá. Sao em bất cẩn quá vậy? Khi qua đường phải có trước có sao chứ. Em sợ quá. Thôi nào, Chelsea, em để chị coi xem là em có bị thương gì không. Chelsea chắc không bị gì đâu, chỉ là do em ấy sợ quá thôi. Dạ, em không sao, nhưng mà xém một chút nữa là chiếc xe nó đã đụng em rồi. Khi tham gia giao thông, em cần phải cẩn thận, cần phải tuân thủ luật lệ giao thông để giữ an toàn cho bản thân, em có biết không? Luật giao thông! Đúng rồi đó, hôm nay anh chị sẽ nói cho em nghe về luật giao thông dành cho người đi bộ, hay còn gọi là luật giao thông đường bộ. Luật giao thông đường bộ hả anh? Đúng rồi đó em. Vậy là nó sẽ rất là dài phải không anh? Đúng là nó sẽ rất là dài, nhưng mà anh chị sẽ nói cho em nghe những điều cơ bản thôi. Chelsea à, em có muốn nghe không? Dạ muốn. Anh Ken ơi, anh Ken nói cho em nghe đi. Chelsea à, em có thấy những vạch kẻ đường màu trắng này không? Dạ, em thấy rồi. Nhìn nó cứ giống như những chiếc vạch trên lưng của một chú ngựa vằn vậy đó chị. Đúng rồi đó, vạch này gọi là vạch ngựa vằn. Nhưng mà nó còn có một cách gọi khác, là vạch dành cho những người đi bộ khi qua đường. Mỗi khi qua đường, em phải đi trên vạch này thì các phương tiện giao thông sẽ nhường đường cho em. Vậy là chỉ cần em đi trên vạch này thì tất cả các xe sẽ nhường đường cho em hả chị baby? Đúng rồi đó. Nhưng em cũng phải lưu ý đến đèn tín hiệu nữa nha. Cái này thì em biết nè. Có phải là những chiếc đèn ngay ở ngã tư đường phải không anh Ken? Đúng rồi đó. Vậy em biết những chiếc đèn đó dùng để làm gì không? Dạ, em biết đèn xanh là được phép chạy, đèn vàng là báo hiệu chạy chậm lại, và đèn đỏ là dừng lại, phải không anh chị? Jessie giỏi quá. Vậy là em đã nhớ những chức năng của đèn giao thông rồi đó. Vậy là từ giờ em có thể tự qua đường được rồi. Anh nghĩ mỗi khi ra đường em nên đi chung với một người lớn như anh hoặc chị baby. Nhưng em đã biết luật giao thông rồi mà anh Ken. Anh chị chỉ mới nói với em về những điều cơ bản thôi Jessie à. Còn rất nhiều luật ngữ mà em phải học đó. Với lại con nít khi ra đường một mình rất là nguy hiểm, nếu không có người lớn đi cùng sẽ dễ xảy ra tai nạn giao thông lắm đó. Em không muốn bị tai nạn đâu, em vẫn còn rất yêu đời. Em đừng lo, đã có anh Ken và chị đi chung với em rồi, em đừng sợ nha. Dạ, các bạn nhỏ ơi, hãy nhớ nha, khi đi ra đường phải đi chung với người lớn,
và nhất là phải tuân thủ luật giao thông đó nha. Có à, bên này có một hồ nước nữa. Wow, nước mát quá à. Công nhận là nước mát và trong lành thiệt luôn đó. Wow, các bạn ơi, các bạn biết không, đi dạo nhiều quá sẽ rất là tốt cho sức khỏe đó. Cho nên các bạn nhớ phải vận động nhiều như tiên bướm nha.